Chúng ta lại gặp nhau coi như hơn một tháng rồi mà không hơn một tháng là chúng ta gặp được. Tên là cái tuần mà con người sa ngã, cái bài đầu tiên là thầy dạy các em bài học gì? Ý nhận không? Nhân bài đầu tiên là nhận biết. Nhận biết Thiên Chúa. Thiên Chúa. Rồi cái bài thứ hai các em học là cái gì? Thiên Chúa mặc khải. Thiên Chúa mặc khải. Rồi bài thứ ba là cái gì? Thiên Chúa tạo dựng. Tạo dựng. Rồi hôm nay là con người sa ngã. Con người sa ngã. Thầy muốn đưa ra một cái giải bài thế này á, cũng là một trong những cách sư phạm, coi như là ôn lại bài cũ. À, mời các em đứng lên. Luôn luôn chúng ta sẽ hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần. Chúng ta dấu ha, trên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám hội thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ủ con ngày đêm, mừng thân tập hồn tràn lan ơn thiên. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong giờ hôm nay. Xin Chúa ban chúng con tâm khôn ngoan để nhận ra những gì mà Chúa muốn nói với chúng con ngày hôm nay. Xin Chúa thánh thần. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài Con Người Sa Ngã. Thì trước khi mà chúng ta học về cái bài Con Người Sa Ngã đó, thì cái ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau đó, chúng ta đã thấy được đó là nhận biết Thiên Chúa. Nhận biết Thiên Chúa qua cái gì các em biết không? Thiên nhiên. Đúng. À, trong câu hỏi giáo lý của những đứa học học sinh còn bé đó, thì có câu hỏi thế này: làm sao chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa? Làm sao các em? Làm sao chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa? Em biết không? Những gì mà xảy ra trên trái đất đó, thiên nhiên sáng tạo đúng rồi, rất hay. Các em ba người thôi mà người nào cũng hiểu được vấn đề đó, có nghĩa là làm sao chúng ta có thấy được nhận biết sự việc của Thiên Chúa. Thì nhìn vào những trật tự lạ lùng trong vũ trụ, trong trái đất, trong hiện diện đời sống của chúng ta thấy được đó là có sự hiện diện của Chúa, phải không? Cây cỏ, đồi núi, sông ngòi, bầu trời, tất cả mọi thứ. Người ta nói là có một câu chuyện đó. Thầy ôn lại cho em một lần cái nữa là có một câu chuyện nó kể rằng đó là vết chân trên cát. À, chúng ta các em có hay đi ra ngoài bãi biển chưa? Ha. Chúng ta đi trên ngoài bãi biển á, nhất là thường người ta ở đó, ta hay ra đi buổi sáng á, đi trên bãi biển buổi sáng á, thì chúng ta thấy á, chúng ta bước một bước chân thì chân của chúng ta
nó lún xuống, có một dấu chân ở đó. Nhưng mà khi mà chúng ta bước dấu chân thì chúng ta thấy phía trước chúng ta đã có một dấu chân khác rồi, đúng không? Thì có nghĩa là sao? Có ai đó đã đi, có ai đó đã đi và người đó đã để lại dấu chân, người đó đi rồi mà người ta đã để lại dấu chân ở đó. Thế thì bây giờ khi mà Thiên Chúa đến với chúng ta, đến với con người, Thiên Chúa làm mọi sự, những cái trật tự, những cái vũ trụ, những cái hình ảnh đây, đó là dấu vết của Thiên Chúa. Thiên Chúa. Nên chúng ta không cần, chúng ta đâu nhìn thấy Chúa đâu. Nhưng mà chính vì cái sự chúng ta không nhìn thấy Chúa như vậy, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy chung quanh chúng ta. Chúng ta thấy rằng có sự hiện diện của Chúa đang ở với chúng ta trong ngày hôm nay. Thầy xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta đang sống ở trong Thái Dương. Thái Dương hệ mà kỳ trước thầy chia sẻ với các rồi, đúng không? Các có nhớ không? Thầy đã chia sẻ với nó, chúng ta đang sống ở trong Thái Dương hệ, gọi là, hay còn gọi là hệ mặt trời. Nếu trường hợp mà các thấy không, tất cả các hành tinh đều nằm trên mặt phẳng, nó là một cái, tất cả hành tinh đó là một vật, nó là vô tri vô giác, không có ý thức được, nhưng mà nó có thể nó quay chung quanh mặt trời và quay chúng ta, quay chung quanh chính mình trên đất của chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, hàng ngày, hàng giờ, hàng triệu triệu năm nay rồi, nhưng mà nó vẫn nhịp nhàng như thế. Nếu trường hợp mà trái đất mình đã gần mặt trời thêm một tí thôi thì chúng ta ra làm sao? Cháy hết luôn. Làm sao mà chịu nổi sức nóng mặt trời nữa? Nếu mà chúng ta xa một chút tí thì sao? Mà bởi vậy lên người mà có thượng trí vô song mới đặt để cái trái đất của chúng ta hay là những hành tinh khác cận như thế nào cho tương xứng mặt trời. Vậy chúng ta đâu nghĩ là, không phải nghĩ rằng là tự nhiên mà nó có, phải không? Mà hệ mặt trời là một trong những, nằm trong dải ngân hà mà vũ trụ này bao nhiêu dải ngân hà khác nữa. Không thấy nó kinh khủng không? Chúng ta chỉ là hạt cát, một thật không được hạt cát nữa trong cái vũ trụ này thôi. Bởi vậy nên chúng ta thấy được là một người á, phải nói là thượng trí vô song lắm mới có thể đặt để và tái tạo ra những cái vũ trụ chúng ta đang sống trong thái nghệ, chúng ta đang sống ở đây một cách hài hòa nhịp nhàng. Bởi vậy nên á, từ những hình ảnh đó chúng ta có thể suy diễn ra cho tới ngày nay chúng ta, nếu mà chúng ta chưa nhận thức được và chúng ta nhìn thấy những hình ảnh chung quanh chúng ta đây, ta thấy được là có sự hiện diện của Chúa. Rồi, rồi khi mà có sự hiện diện Thiên Chúa rồi, Thiên Chúa mặc khải có nghĩa là sao? Vén mở. Mặc khải là vén mở. Vén tí cho mình biết. Đúng rồi, bức màn được mở ra. Thiên Chúa không mở ra cách ào ngạt như vậy. Cách đây không nói nhiều. Cách đây chúng ta như vậy á, là bây giờ mình tính đi, 50 năm á, người ở Việt Nam và người bên Mỹ á, nói chuyện với nhau bằng cái gì? Phone làm sao có được? Lúc đó là phải điện tính hay là viết thư. Rồi quá nữa đó, thì gọi điện thoại về. Thì ở trong một cái xóm về người ta có một cái trụ điện thoại ở ngoài á, cái nhà nào của họ có cái đăng ký cái mạng đó. Làm nhiều năm chắc chưa có. Lúc đó là thầy muốn gọi điện thoại về bên Mỹ hay là ai muốn gọi Mỹ về thì gọi tên mình, xong rồi đó chạy với mình rồi ra ngoài kia có người nghe điện thoại chạy ra trả tiền, rồi mình trả tiền cho họ, rồi hoặc làm viết thư, đúng không? Làm sao mà có được? Nhưng mà ngày hôm nay thì làm sao? Con người ta ngồi đây có thể gọi điện thoại của Việt Nam, không những nói chuyện được mà còn nhìn hình luôn, nhìn người ta làm cái gì luôn. Tại sao như vậy? Tất cả những cái này đều có sẵn ở trong vũ trụ rồi, cách đây mấy chục năm, 100 năm đều có sẵn rồi, mà tại vì con người ta không khám phá ra thôi.
có phải là Thiên Chúa có để nữa không? Thiên Chúa để tất cả mọi thứ ở đây, nhưng mà mỗi một ngày Thiên Chúa hé mở từng bước, từng bước, từng bước để con người ta nhận diện, nhận dạng, nhận biết được những sự đó là thích hợp với những sự suy nghĩ và trí thông minh con người. Chúa nói là sao? Lời của Chúa đó, lời Chúa nói ra là rất là cao siêu, chúng ta không thể nghĩ được. Chúa nói là sao? Từ dưới đất mà lên tới tầng trời cao bao nhiêu thì lời của Chúa nói ra cao hơn sự suy diễn và tưởng tượng của con người bấy nhiêu. Có thể cao siêu như thế đó, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được? Bởi vậy lên đó, mặc khải là có nghĩa là bức màn được mở ra từng bước, từng bước, từng bước để chúng ta có thể nhẫn diện, lãnh hội được. Vì Thiên Chúa là Thiên Chúa, nhưng mà khi mà Thiên Chúa muốn nói chuyện với con người, Thiên Chúa là tình yêu mà, Thiên Chúa tạm biệt với con người, Thiên Chúa muốn nói chuyện với con người thì Thiên Chúa phải làm sao? Dùng ngôn ngữ. Thiên Chúa phải dùng ngôn ngữ của con người thì nói chuyện chúng ta mới hiểu chứ, đúng không? Nhưng mà khi mà Thiên Chúa dùng cái ngôn ngữ con người của loài người á, thì Thiên Chúa lúc đó là dùng ngôn ngữ của người Ả Rập, người Hebrew, người Do Thái gì đó. Xong từ đó người ta phiên dịch ra như vậy, ra hàng cả bao nhiêu ngàn ngôn ngữ khác nhau. Lên bởi vậy các em thấy không? Trong cuốn sách lời Chúa đó, tức là cuốn sách Phúc Âm đó, không có một cuốn sách nào mà tồn tại mấy ngàn năm cho tới ngày hôm nay vẫn còn giá trị, mà không có một cuốn sách nào in ấn ra nhiều như cuốn Tin Mừng Phúc Âm, mà không có cuốn sách nào dịch ra nhiều ngôn ngữ như cuốn Tin Mừng. Em có đồng ý không? Mấy ngàn năm đã rồi chứ không phải bây giờ. Bởi vậy lên đó, Thiên Chúa đã mặc khải chúng ta từng bước. Khi mà để cho con người ta thấu hiểu được rồi đó, thì chúng ta mới đến cái trình thuật là tạo dựng. Thì chúng ta thấy cái sự gì của Thiên Chúa rồi, Thiên Chúa mặc khải chúng ta biết rồi, Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự tạo dựng của Thiên Chúa. Nhiều người nói trong cái bài tạo dựng đó thì Kem nghĩ thế nào? Sự tạo dựng á, ở đây chúng ta thấy được á, tạo dựng và sáng tạo. Anh chỉ biết sáng tạo. Sáng tạo có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái gì mới, nhưng mà những cái mới đó hoàn toàn đã có sẵn những vật liệu để mà sáng tạo. Còn tạo dựng là sao? Chưa có gì cả. Tạo dựng là Thiên Chúa tạo dựng ra vũ trụ này. Người ta trong bài sách Sáng Thế là sao? Thiên Chúa tạo dựng ra vũ trụ, đất còn trống rỗng, đen, bao phủ, không có gì cả. Và Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng cách nào? Đất. Những bài sách Sáng Thế thời Cựu Ước đó, cho thấy được là Thiên Chúa tạo dựng ra bằng cái gì? Bằng lời quyền năng. Bằng lời quyền năng mới có tất cả. Ở trong đó, sau đó thì cái đỉnh, chốt đỉnh của việc tạo dựng đó là Thiên Chúa tạo dựng ra con người. Con người. Thiên Chúa tạo dựng ra con người thì đầu tiên là Thiên Chúa dùng cái gì? Không, đất tạo ra người ta dựng ra một con người. Đã xong chưa? Chưa. Rồi xong nữa? Sau đó lấy cái xương sườn của đàn ông. Không phải. Khi mà Thiên Chúa tạo dựng ra con người đàn ông chưa? Adam chưa? Chưa có. Mặc ra con người rồi. Rồi xong nữa mới không? Thổi hơi. Đúng. Nhớ được chi tiết đó. Thiên Chúa cái hơi là hơi thần khí của Thiên Chúa. Đó có nghĩa là cái gì? Linh hồn của mình đó là thần khí của Thiên Chúa, là trường sinh bất tử, nằm trong cung lòng của con người.
Bởi vậy con người ta có linh hồn và có lương tâm. Mà lương tâm con người chính là cung thánh của Thiên Chúa, là lời nói cuối cùng của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Và trong con chúng ta chúng ta. Nên bởi vậy thầy kỳ trước thầy có nói với các em á, trong tâm hồn chúng ta là một thế giới mênh mông, một thế giới bao la. Chúng ta ngồi đây chúng ta có thể nghĩ về một đất nước xa lạ nhất là Việt Nam, à, con đường nào chúng ta ở chỗ nào chúng ta biết hết, chúng ta nghĩ hết, rất hay ở chỗ đó. Nhưng mà rất độc địa ở chỗ con, chỗ đó là cái lòng người. Trong lòng con người là tính toán âm mưu để tiêu diệt nhau bằng cách nào là như vậy. Khi mà Thiên Chúa tạo dựng Adam rồi, gì phải không? Thiên Chúa hà hơi cho Adam rồi, thì Adam lúc đó thành một con người. À, mà khi mà Thiên Chúa tạo dựng con người rồi á, có mấy người? Có một. À. Thì Thiên Chúa thấy làm sao? Thiên Chúa thấy Adam đúng, và Adam không bao giờ có cái gì. Không bao giờ có cái gì. Có người ta buồn thì người ta không giờ có cái gì? Nụ cười. Ờ, nụ cười này. Đúng rồi. À, ok. Adam không bao giờ có nụ cười. Mà ai là người biết được nó thẳm sâu? Thì chỉ có thiên người mà tạo dựng ra mới biết được thôi. Thấy được cái tâm hồn của con người, thấy được cái sự u buồn của con người. Mặc dù Adam lúc đó là có quyền năng mọi thứ, là bá chủ, chim trời cá biển tất cả mọi thứ, nhưng mà ông ta làm sao? Đâu vẫn không có niềm vui. Lên Adam làm sao? Chúa thấy được như vậy nó được. Chúa cho Adam một giấc. Giấc ngủ. Giấc ngủ gì? Không biết. Trong Kinh Thánh nói rằng Chúa cho Adam một giấc ngủ mê. Để lấy ngủ mê là sao? Dữ dội lắm không? Đó, chúng lấy xương sườn, lấy xương sườn của Adam để mà làm ra một người phụ nữ. Thì Chúa nói là sao? Ta sẽ làm cho ngươi một người phụ nữ. Làm gì? Người đó là gì? Người đó Thiên Chúa gọi là trợ tá tương xứng. Người phụ nữ này á, khi mà Adam á, tỉnh giấc mê ra, Adam thấy một người đứng trước mặt mình. Adam từ nhìn từ ở trên tóc, trên đầu xuống dưới chân. Adam nhìn thấy sao mà quá tuyệt vời như vậy, quá lộng lẫy, quá đẹp như vậy. Lúc đó Adam sao biết không? Adam nhảy lên và hát một bài hát. Bài hát gì biết không? Không biết à, thầy không có dạy à, thầy hướng dẫn không dạy à? Adam hát bài hát đó là gì? Xương đây là xương bởi xương tôi, thịt đây là bởi thịt của tôi. Hát bài hát như vậy, xương là xương tôi, thịt là thịt của tôi. Thưa Chúa nói sao? Lúc đó hai người luyến ái với nhau, sẽ bổ túc cho nhau. Người phụ nữ là trợ tá tương xứng, chứ không phải là người ăn người ở, hay không phải là người làm xa lạ, là trợ tá tương xứng của mình. Bởi vậy nên là Thiên Chúa lấy xương gì? Xương. Chứ Thiên Chúa lấy xương chân thì sao? Suốt ngày Adam đạp đầu. Bảo hay Thiên Chúa lấy xương đầu thì sao? Đậu lên đầu. Suốt ngày ai bàn ngồi trên đầu. Nên Thiên Chúa lấy cái xương sườn. Mà xương sườn là xương bọc tim, bọc trái tim, là tình yêu, cái yêu thương, là tình yêu. Vì vốn dĩ Thiên Chúa là tình yêu này. Thiên Chúa là tình yêu. Lên đối với Ngài tất cả cái gì đều là tình yêu hết. Thiên Chúa tạo dựng như thế. Lên đó là con người, từ lúc đó con người luyến ái với nhau. Và lúc Adam lúc đó, Adam mới có nụ cười. Rồi, qua cái lần này là chúng ta thấy được cái sự tạo dựng con người, đúng không? Số cái phần này, con người sa ngã. Có người sa ngã ở cái gì? Con người sa ngã ở đâu?
Adam và Eva sa ngã ở điểm này. Chúng ta xem cái bài đọc hôm nay. Bây giờ các em đọc thầy cái bài học. Tại sao ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm sâu sắc sự giằng co sâu xé trong nội tâm của mình như điều mà Thánh Phaolô vừa diễn tả? Kitô giáo trả lời, chính do tội nguyên tổ mà sự ác đã xâm nhập thế giới và làm cho con người dễ nghiêng chiều về sự tội qua trình thuật về sa ngã. Sa ngã, có người sa ngã. Tội gì các em? Nguyên tổ. Đây là tội nguyên tổ, hay còn gọi là tội tổ tông. Tổ tông. Tội nguyên tổ hay gọi là tội tổ tông. Vậy tội tổ tông là gì? Tội nguyên tổ là gì? Khi mà có con người rồi, con người làm chủ tất cả rồi á, thì có con người đương nhiên là có nảy sinh, phải không? Thiên Chúa nói là sao? Khi mà có sự hiện diện con người rồi, Thiên Chúa nói là sao? Tất cả mọi cây trong vườn địa đàng mà Thiên Chúa đặt hai ông bà vào trong vườn địa đàng, vườn địa đàng, để cho ông bà làm chủ cái vườn địa đàng đó. Mà vườn địa đàng á, là người ta nói sao? Trong tình trạng nguyên thủy và gì? Nguyên thủy và thánh gì? Thánh thiện. Trong vườn để đàn, đúng. Trong vườn để đàn như vậy á, trong vườn đại đàng nó lên cái tính chất là nguyên thủy và thánh thiện. Nguyên thủy là có từ trước đến giờ rồi, và thánh thiện là nơi đây sống trong đại đàng. Chúng ta sống trong một cái sự thánh thiện của nó hoàn toàn. Con người lúc đó có áo mặc không? Không. Không có. Con người trần trụi, con người trần trụi mà vẫn bình thản, bình an, và vẫn tất cả mọi vấn đề vô tư trong vấn đề đó. Tại cái thánh thiện mà con người không có tội. Thiên Chúa ra, Thiên Chúa lúc đó ra vẫn gặp hai ông bà, cũng trò chuyện với ông bà vậy. Hai ông bà thấy Thiên Chúa vậy. Nhưng mà sau này các em mới thấy. Vậy Thiên Chúa là sao? Khi mà hai ông bà có thể làm chủ trong cái vườn địa đàng này rồi đó, làm chủ được tất cả mọi thứ, phải không? Nhưng mà có cái cây duy nhất trong vườn địa đàng là ngươi không được ăn, đó là cây táo. Cây gì? Táo. Đâu là cái táo? Vậy táo. Cây. Cái cấm. Cây gì? Đây, cây gì? Trái. Cây trái cấm. Trái cấm. Cây trái cấm. Không, hay là cây biết. Biết gì? Biết làm, biết giữ. Đúng không? Hay là trái cấm? Ngoài cái cây mà biết làm, biết giữ, cây trái cấm á, thì không được. Không được ăn. Thiên Chúa cần nói vậy thôi. Thế thì chúng ta thấy là thế thì khi người cứ cấm là muốn làm. Khi mà Thiên Chúa tạo dựng ra con người đó, Thiên Chúa ban cho con người khả năng gì các em biết không? Suy nghĩ. Không. Chọn lựa. Chọn lựa cái gì? Sự tự do. Thiên Chúa ban cho con người có khả năng chọn lựa sự tự do. Một người phụ nữ đi trang điểm, mặt mày thật là đẹp, đúng không? Mà nhốt ở trong cái cúi lúc nước ở trong cái trong phòng đó thì có phải là tự do được không?
cũng như là các em chọn lựa. Nhưng ngày hôm nay á, tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta có quyền chọn lựa tự do tới đây hoặc là tới đây, phải không? Nên cái khả năng chọn lựa tự do là khả năng cao quý nhất của con người. Con người ai không có tự do thì không phải là con người. Em nghĩ sao? Lên chính vì sự chọn lựa tự do thì Thiên Chúa mới đặt để con người vào trong cái vũ trụ này, để cho con người có quyền được đi, có quyền được đến, có quyền ăn, có quyền nói, có quyền làm cái này, có quyền làm cái kia theo tự do của tôi. Đó là giá trị cao quý nhất của con người. Nếu mà con người chỉ bắt đó là tôi đó tới giờ cho ăn, tới giờ cho uống, tới giờ ngủ, tới giờ đi, như vậy thì con người đâu còn đâu phải tự do nữa, giống như một từng tù nhân thôi, phải không? Lên để trả lời câu nói của anh, tại sao mà như vậy mà thường tạo ra cái cây này làm cái gì vậy? Để cho con người có quyền tự do chọn lựa. Ví dụ như anh chẳng hạn, anh cách đây cả hàng mười mấy năm, mấy hai ba chục năm về trước, anh có quyền anh chọn lựa anh không theo Chúa. Nhưng bây giờ anh lại có quyền tự do chọn lựa anh đi học theo lý để anh trở thành con. Đó là tự do của anh, phải không? Cũng như là chị Tiên, cũng như Thiên Chúa nói sao? Trái cấm này, cái cây này á, các con không được ăn. Đó, Chúa nói vậy thôi. Thế rồi á, lúc đó sẽ nảy sinh ra sự dữ xuất hiện. Nó ở chỗ nào? Thì khi mà trái cây này trong vườn thì làm mọi thứ mà mình còn chủ tất cả mọi thứ, tại sao trái cây này Chúa không cho mình ăn? Cây biết lành biết dữ là tại sao Chúa cho mình sử dụng? Thì người phụ nữ là cái người phải nói rằng là tò mò nhất trong đời sống kéo dài tới ngày hôm nay. Thế nói đúng không? Thế nó đâu có sai đâu. Người đàn ông là chính trực. Người đàn ông là người ta nghe quân là thần, là thần phán, tử là thần tử à, chứ còn không có lộn xộn gì hết. Nhưng mà người phụ nữ thì tò mò lên đó, đừng có giờ mà giấu người phụ nữ, giấu không được đâu. Một ngày nào đó anh giấu là anh sẽ bị lẩy lập tẩy à. Lên bởi vậy chính vì cái sự tò mò của người phụ nữ đó, mà Eva mới lần mò đến cây trái cấm. Không, khi Eva lần mò tới cây trái cấm á, đứng xa xa thôi, Eva nhìn thấy như vậy á, thì tự nhiên có một con quỷ xuất hiện, lấy hình một con rắn để nó cám dỗ con người, nói bà tới đây đi, bà tới đây, nói, Thiên Chúa đấu cho tôi, bà Chúa cấm tôi ăn trái này. Nhưng mà con người phải đối diện với sự cám dỗ để con người chọn lựa bên này bên kia. Vì khi chúng ta chọn lựa đó thì chúng ta sẽ chỉ chọn được một, mất cái này và được cái kia. Không ai có thể chọn lựa được cả hai được đó. Anh không bao giờ lấy hai bà một bên này bên kia, mấy bà sẵn chết, đúng không? Mình chỉ chọn được cái này và mất cái kia. Thành thế ra khi mà đối diện với vậy á, thì ma quỷ nó tới đây đi, thì bà nó sao không được. Ma quỷ nó là sao? Ma quỷ nó rất là tinh ranh. Bà Chúa cấm bà ăn không cho bà tới, thế bà lại tới. Thì ma quỷ ma quỷ từ đâu mà có? Thì ma quỷ á, chính là do sự tội lỗi con người mà có. Nhưng mà Thiên Chúa, khi mà Thiên Chúa tạo dựng ra như vậy á, thì Thiên Chúa đặt để cho con người sinh ra. Không phải ông sợ giờ, ông sợ giờ. Chưa sợ giờ, chưa biết sợ giờ là gì. Lên ông ơi sao? Ông nói thôi, đồng lòng. Ông cũng ăn luôn. Chết cùng chết, sống cùng chết. Có thể ông cũng vì tò mò. Thế? Có thể ông cũng vì tò mò. Anh vừa mới cắn một cái xong đó thì Thiên Chúa nói sao? Adam, lên các ông, người ta nói sao? Các ông không kịp nuốt đó.
và em có cái mắt cái chỗ cái trái khế nó nhọn nhọn đó ông nào cũng có ông bắt ngàn vừa cái cánh xong là Thiên Chúa gọi liền à, nên có cái nhọn nhọn chỗ đó còn cách bà ăn hết rồi nuốt hết rồi còn mình đó thì mình vừa cánh xong mình bước lên chỗ đó Adam. Thế là lúc đó làm sao? Hai bà làm sao các em biết không? Mở mắt ra. Không. Nhìn thấy. Khi nghe tin như vậy hai bà làm sao? Trốn. Ừ. Đúng. Trốn. Nói con đang ẩn núp. Nó tại sao vậy? Vì con đang trần truồng. Thế hồi xưa không có à? Hồi xưa trong Bồ Đề Đàm cũng trần truồng vậy. Cũng trần truồng như giọng với nhau vậy. Mà cũng gặp Chúa vậy có sao đâu, mà sao khi mà ăn trái cấm xong á thì Chúa gọi con người thì con người bảo rằng con ẩn núp mà con vì sao con đang trần truồng, tại sao bây giờ lại bị như vậy? Vì ăn trái cấm tội lỗi của bản thân mà vì tội lỗi. Khi con người ta tội lỗi rồi đó thì người ta mới thấy được sự trần truồng của nó. Khi con người ta tức là sự tội nó xâm nhập vào thế gian rồi đó, con người ta mới khám phá ra cái gì là như vậy như vậy. Mà chính tội lỗi đó đã xâm nhập vào thế gian đó, Thiên Chúa nói của A-dông, tại sao người ăn? Tại sao người ăn? Thì A-dông nói là sao? Tại bà kia. Lúc này á, là mối tương quan của vợ chồng bị bẻ gãy. Hồi xưa yêu nhau lắm, thương nhau lắm, gặp thấy nhau là nhảy lên là đây là thương tôi, đây là thịt của tôi, lên là hai người luyến ái với nhau, hai người không thể rời nhau. Nhưng mà khi mà xảy ra cái tội một cái rồi á, tội xâm nhập vào thế gian rồi á, thì con người lúc đó bẻ gãy, đổ thừa nhau, đổ thừa cho nhau. Tại cái bà đó, chứ không phải tại tôi, bà Chúa dựng nó cho tôi, người phụ nữ đó, bà cảm được không? Bà xuống tôi, thấy không? Xong rồi bà nói tại ra tội lỗi đã làm bẻ gãy sự tương quan giữa người với người, giữa mình với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã quay lưng, Thiên Chúa đã không đồng ý trong vấn đề con người bất tuân, vì con người muốn bằng Chúa mà. Ma quỷ nói rằng là có chết chắc thì ông bà có chết không? Không có chết, mắt bà vẫn mở ra. Rồi sao nữa? Rồi đó, hỏi người phụ nữ thì người phụ nữ rằng con rắn đời với con nó không ăn. Tức là mối tương quan giữa con người và vạn vật cũng bị bẻ gãy. Rồi kế cái bài đó, kế bài sáng thế thì nó làm sao? Dẫn đến tình trạng Cain giết Abel, hai anh em giết nhau vì tội lỗi xâm nhập thế gian. Rồi cũng vì cái sự tội lỗi đó, qua một bài nữa thì luôn đại hồng thủy, tức là giữa vạn vật thiên nhiên bẻ lấy con người ta, tội lỗi xâm nhập. Bởi vậy là chúng ta có thấy được đó là tội nguyên tội của nó chỗ đó. Bởi vậy là chúng ta phải có một cái rằng lằn ranh giới của con người và Thiên Chúa. Thiên Chúa là đứng tạo dựng, mình là thụ tạo. Thành ra là cái điều mà biết lành biết dữ không phải là của mình mà là của Thiên Chúa, chứ không phải của con người. Sự sống chết là của con người, của Thiên Chúa chứ không phải con người. Con người á chỉ muốn làm sao? Con người này nó giết người hôm nay làm điều tốt, đúng tốt không? Ví dụ như là bồ thai một người bị hiếp dâm xong đẻ đứa con ra, giết chết nó đi là điều tốt cho mẹ nó, đúng không? Không. Chưa chết. Rồi bây giờ một người cha nằm trong bệnh viện nó sắp chết rồi, mà cứ thuốc này thuốc kia đủ thứ kéo dài cả một năm trời, người ta nói cho ông một người liều thuốc cho ông chết đi. Con người bảo như vậy là nhân đạo, đúng không? Làm sao đúng được? Bởi vậy nên mình nói rằng cái ranh giới của con người và Thiên Chúa chúng ta không đi qua lần lần đó. Chúng ta không thể xác định được điều nào là lần, điều nào là điều ác. Không phải vậy. Sự biết sự lần, sự ác là của Thiên Chúa. Chúng ta là thuộc tạo. Chúng ta phải sống làm sao? Sống làm sao để xứng đáng
làm con người thật tốt đẹp, hoàn hảo. Bởi vì là Thiên Chúa đặt để như này để cho con người ta chọn lựa. Nếu anh chọn lựa theo cái điều mà anh vượt qua khả năng của Thiên Chúa, đó là sự ngạo mạn, sự kiêu ngạo của anh. Đó là anh muốn bằng Thiên Chúa. Anh không thể biết được cái sự thử thách đó. Cũng như anh, khi mà anh sinh con ra, anh cũng phải thử thách nó. Mà nó biết được anh thử thách hay không? Xin thưa là không. Nó không bao giờ biết anh thử thách nó. Anh biết anh thử thách. Thiên Chúa cũng thế. Thiên Chúa đặt để thử thách. Thiên Chúa làm vấn đề đó. Con người không thể biết được. Nếu con người biết được, tôi làm bộ tôi tới, tôi đừng cầm, tôi không ăn tinh dục đi. Nếu con người biết. Nếu mà con người biết như vậy thì con người không phải là tự do. Chính vì sự tự do, chính vì sự tự do mà Thiên Chúa ban ơn cho con người như vậy. Có khả năng tự do. Sau nữa, ý chí và lý trí. Anh tự do nhưng mà anh có ý chí là anh chọn lựa cái gì, và anh lý trí anh phán đoán đúng hay là sai. Đó là vậy. Tập trung đâu? Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con ý thức mình thật yếu đuối, lực thắng chán đổ, cái này sao chứng mạng chứ không? Sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh. Xin Chúa ban cho con sức mạnh, lực thắng chán đổ để sống đẹp lòng Chúa và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Mình là một con người yếu đuối, đứng trước sự cám dỗ của ma quỷ. Nên tại sao ngày hôm nay có những cái cám dỗ con người ta sa ngã? Là vì tại vì con người ta yếu đuối, không thể nào đối diện với sự cám dỗ. Anh hiểu không? Mình rất là yếu đuối đối diện với cám dỗ. Còn tất cả cái bài học của ngày hôm nay chúng ta học ở đây á, đây là cái bản trình thuật về sắc sáng thế này, tạo dựng một con người sa ngã. Tất cả bài học này á, nhằm mục đích á, là đưa con người về một ý thức về tôn giáo, chứ không nhằm một vấn đề chứng minh như thế nào, chứng minh thế kia. Không nhằm mục đích là tại sao mà nó có cái này, tại sao nó có cái kia. Anh hiểu không? Mình đừng có nghĩ rằng những cái bài học đây á, là những bài học á, là nhầm cái này nhầm cái kia, mà chỉ duy nhất nhầm mục đích tôn giáo, cho con người ý thức được vấn đề là tình yêu của Thiên Chúa và đứng quyền năng của người, và Thiên Chúa yêu thương con người mức độ nào. Chúng ta đừng nghĩ vậy thôi. Ngày hôm nay các em biết không? Các nhà khoa học trên thế giới đều đưa ra nhiều vấn đề ý thức rằng là con người bởi đâu mà ra. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng cũng không trả lời được câu hỏi đó. Đó. Thành thế ra tất cả bài học ở đây chúng ta học á, chúng ta đừng có nghĩ rằng là tại sao hoặc là thời điểm thế nào, chứng minh thế nào, lịch sử thế nào, không có. Mà chúng ta phải nghĩ rằng đây là tình quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Khi mà Thiên Chúa tạo dựng ra con người này, thì Thiên Chúa phải nói chuyện với con người bằng ngôn ngữ con người. Rồi bây giờ chúng ta thấy được đó là tội do đâu mà ra? Là do con người bị cám dỗ sử dụng sự tự do không theo ý muốn tốt đẹp của Thiên Chúa. Rồi câu thứ hai là tội nguyên tội là gì? Tội nguyên tội là tội của con người ngay từ ban đầu đã chống lại Thiên Chúa và truyền lại cho con cháu khuynh hướng nghiêng về điều xấu. Tội nguyên tội. Rồi đau khổ và tội lỗi khác nhau thế nào? Tội nguyên tội đó. Đau khổ và tội lỗi có liên hệ với nhau nhưng lại khác biệt. Tội lỗi là do cái ta cần phải đoạn tuyệt, còn đau khổ gắn liền với thân phận con người
và có thể là con đường dẫn đến chân lý là Thiên Chúa. Làm. Rồi, Thiên Chúa có thái độ nào khi nguyên tổ phạm tội? Thiên Chúa đã nghiêm phạt con người nhưng vẫn một lòng thương xót con người và hứa ban đứng cứu độ. Và đứng cứu độ đó bây giờ là ai? Đứng cứu độ chúng ta là ai? Là Chúa Giêsu. Ok, bài học hôm nay thì các em thấy làm sao nào? Có hiểu được không? Có. Hôm nay á là Thiên Chúa đã dạy chúng ta một bài học. Chúng ta có quyền chọn lựa sự tự do, mà chúng ta khi mà chúng ta chọn tự do thì chúng ta phải đặt sự chọn lựa đó trên ý chí và trên cái lý trí và cái ý chí của chúng ta làm việc. Phải đặt như vậy thì cái tự do của chúng ta mới chính xác. Còn nếu trường hợp mà chúng ta chọn tự do một cách đó là quá hời hợt hoặc là cái quá bất ngờ như vậy mà chúng ta không dựa vào cái ý chí và lý trí của Thiên Chúa bạn chúng ta, thì cái sự tự do chúng ta chọn lựa có thể là sai. Hy vọng rằng là trong cuộc đời của chúng ta còn Thiên Chúa ban cho chúng mình đó hồng ân gọi là sự sống mỗi ngày. Mỗi một người chúng ta đó, đều phải ra đi hết, không ai có thể đứng vững ngồi đây mãi được. Hôm nay chúng ta còn ngồi đây đứng đây với nhau như vậy, nhưng có thể những một ngày tới đây, 5-10 năm nữa chúng ta sẽ không còn ở đây, không gặp nhau. Thế thì chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Có như thế thì chúng ta mới đón nhận được những cái niềm vui trong cuộc sống. Mà ví dụ chúng ta là cha là mẹ, chúng ta sinh ra con cái, thì chúng ta nhìn những đứa con của mình nó có vui thì mình mới vui. Đây là câu chuyện kể cho em nghe trước khi chúng ta bế mặt. Một bà mẹ đi đón con đi học về. Thế rồi khi đi học về thì bà mẹ mới cho mua cây cà rem, con nít khoái cà rem. Thế là đưa cho nó, bà ơi thích quá cây cà rem, đưa cho nó cầm, nó muốn có được muốn vừa ăn. Thế mẹ nói cho mày muốn cá coi. Thằng bé không, của con không cho mẹ đâu, nó đang thèm mà nó không cho. Nhưng mà mẹ nó có cần không, có đòi không, có cần không? Không. Mẹ nó mua hàng ngàn cây cũng được mà, một cây thôi gì. Nhưng mà nếu mà nó cho mẹ nó thì mẹ nó làm sao? Sướng, đúng không? Vui hơn. Nhưng mà nó không cho thì sao? Cũng vui vậy. Chúa cũng thế thôi. Mình đến với Chúa, lời cầu trong bài thánh lên kinh tuyển tục của trong thánh lễ, lời cầu nguyện chúng ta chẳng đem gì cho Chúa, chứ đâu cần đâu, Chúa cho mình tất cả mà. Nhưng đem lại ơn cứu rỗi cho mình. Nên mình đừng có nghĩ rằng là mình phải xin Chúa này kia đủ thứ, hay mình cầu nguyện với Chúa này kia. Chúa không cần chuyện đó. Nhưng mà Chúa cần sự hợp tác của con người. Nên chúng ta là những bậc cha là mẹ, chúng ta là những người cộng tác viên của Thiên Chúa, tiếp tục sứ vụ truyền tải cho con người kế tục. Nếu mà chúng ta làm được công việc như vậy á, thì chúng ta sẽ làm cánh tay nối dài của Thiên Chúa. Mà cái phần phúc đó Thiên Chúa sẽ, chúng ta sẽ được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa khi chúng ta nằm xuống. Các em nên nhớ rằng khi con người ta sinh ra thì con người ta làm sao? Nắm. Chắc tự động khóc. Nắm tay. Đúng không? Em bé sinh ra nó đâu có xòe tay đâu. Tay nắm vậy nè. Sợ nó khóc. À. Nhưng mà khi con người chết thì sao? Buông tay. Buông tay. Có nghĩa là gì? Khi con người ta sinh ra là con người ta luôn luôn nắm chặt tất cả cái gì cũng nắm hết đó. Tiền nắm, vàng nắm, nhà nắm, cái gì cũng nắm, người đẹp nắm, nắm hết. Nhưng mà khi chúng ta chết đi thì sao?
buông bỏ hết, buông bỏ tất cả. Bởi vậy lên á, lời Thánh Kinh nói sao? Những cái gì cho đi là những cái đó là của mình, những cái gì mình thu quán lại được, những cái đó không phải là của mình. Nên mình đừng có quá lạm dụng trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta vơ quén hay chúng ta làm tất cả mọi sự để có tiền, có tiền, có tiền, cuối cùng chúng ta được cái gì? Vẫn biết rằng đồng tiền á, nó là phương thế để cho mình đi tới, nhưng không phải là cứu cánh cho mình trong cuộc sống. Lên bởi vậy lên á, chúng ta cho đi, không phải chúng ta cho tài sản đó. Nếu Thiên Chúa ban cho chúng ta cái gì? Có nụ cười, có ánh mắt nhìn, có đôi tay. Có nghĩa là chúng ta cho nhau nụ cười, chúng ta cho nhau ánh mắt, chúng ta cho nhau đôi bàn tay nâng đỡ. Đó là cái cho đi của chúng ta. Nên những cái gì mà khi mà chúng ta cho đi, chúng ta giáo dục con gái, có nghĩa là chúng ta cho đi, chúng ta đưa tụi nó đến với Chúa là chúng ta cho đi, thì những cái sự cho đi đó nó sẽ theo chúng ta đến trước mặt Chúa khi chúng ta nằm xuống. Con đừng nói Chúa con tôi có mấy tỷ chứ kia kìa, chứ không lấy. À, để kết thúc. Ok. Chúc lành cho tất cả em có một cuộc sống hy vọng, và mình sẽ tìm được con đường chân lý thật tốt đẹp để mình đi tới. Và thầy sẽ hẹn các em đó là chắc là tháng nữa mới gặp nhau. Đúng rồi, hết rồi. Ngày 10 tháng 11. Thì mỗi thầy gặp lại các em thì chắc chắn là thầy sẽ ôn lại hết cho các em. Để cho các em nắm bắt được phần nào cơ bản. Rồi, giờ chúng ta cảm ơn Chúa nha. Chúng ta đọc kinh Sáng Danh. Sáng Danh là cái kinh Kinh Sinh về Thiên Chúa Ban Ngôn. Chúng ta cảm ơn Thiên Chúa. Nhưng và Con và Thánh Thần. Sáng Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, ngươi đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho con một tiếng đồng hồ về giáo lý của Chúa. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho chúng con trong ngày mới này và trong tuần lễ mới này cũng như những ngày sắp tới. Xin Chúa ở chúng con để chúng con đón nhận được hoàng ân sự sống của Chúa. Và lạy Chúa, xin chúng ta chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng con. Thầy mẹ Maria, xin truyền lời của Chúa về mình. Chúa con nhận Chúa. Con cảm ơn Chúa Giêsu, mẹ Chúa, con cảm ơn mẹ. Nhân Cha và Con và Thánh Thần.